bầy thong xin lên xếp lộc hợp tác sơ bọ phác mạc sen mạnh liên dậu sơ hương nộn về tam nông đá poi học ai rắn tỉ mòn đều cục làn màng con diện tích chết xin mét vuông đều bọ mặc thèn dậu mặc ui qua hơn há bay cục mô hình đá ao má đáy sen thang con việc ứng dụng công nghệ điều khiển tự động dậu làn màng mặc thang dậu mặc ui sẽ hãy lai mạc hơn con vết hong cháu nghen hay mắc hong cháu loại con ấy xe lầy ta há xếp lần lộc xếp thả nghen. lộc cúc đầy lát màng nấy, có phân ao mà đầy sen thang khẩn giặt đơn vị diện tích tiết kiệm đầy sen sao hẩn cúc vịnh từ khi áp dụng khoa học vào sản xuất thì chúng tôi thấy món cao cốc làn màng bảy hệ thống cốc lình vân nấy ngon chất lượng được mà cột cọc sẽ xanh sau đấy hết thần lai lốc áp dụng khoa học hợp với cốc ken sự ao ma để, để xếp thang xe mấy tốn lai lên cốc vậy dẫu cái lai với cốc nà hãy thêm ứng dụng cháu thiết bị công nghệ hấu với cốc ken đã ao ma để thang hay ăn cốc nà đá hong giải quyết đáy về tăng năng suất chất lượng hiệu quả sau tăng đáy lên cạnh tranh hong cháo hong cục ọc về chuyển đổi số ứng dụng công nghệ hợp vết cục đá sảo đang có phần quan trọng cục thay đổi lần cô mấy tốn lai len cục vệch nâng thang đáy năng suất chất lượng hong cháo hong cục ốc cháo p qua thành phú thọ xây đá mấy lai cơ chế chính sách đỡ cháu doanh nghiệp cháu hấp tác sơ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đời Cục thương hiệu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đợ mà truy xuất nguồn gốc cục thương hiệu sản phẩm thông qua trong chương trình đề án hỗ trợ tái cơ cấu với cục nạ ô cốp phát triển thương mại điện tử tiêu tăng vận hội mọ tá chuyển đổi số hợp tác xã cục xã sau hai xã ho phú thịnh xã phú hộ thị xã phú thọ cục xã kem chuẩn viết gáp hợp tác xã xe dân hoàn thiện quy trình cục kênh sản phẩm hong hấp tác sơ đã đáy đăng ký nhãn hiệu kem quy định. Đáy ăn hỗ trợ tá cháu đơn vị chuyên môn hong thánh, hợp tác sơ đã tắp phân mềm, tem, nhãn truy xuất nguồn gốc tại sản phẩm hớn sát giao dịch thương mại điện tử hong thánh, đều quảng bá giới thiệu sau hai sản phẩm. Chúng tôi thực hiện cái mô hình chuyển đổi số này từ tháng 7 năm 2021 để Trực trước qua đó thì để mà nâng cao cái sản phẩm chè món Phải cao cọc mô hình toàn, chuyển đổi số nấy tá bươn chết bay thong sinh lên ngay xếp ếch tá hong nâng thang đáy sản là phẩm là xa an toàn teo 2 dậu đài lan nôm lau dậu hai ốc nôm nọc mời tem chưa xuất nguồn gốc sư thẻ tài xe yên tâm ai hen cháu hàng đông sản hong cháu hấp đặc xa tay hen qua quét mã qr Thên ốc về chăm sóc tuyệt đối an toàn chúng ta sẽ yên tâm. chăm sóc tuyệt đối an toàn. Đảm bảo theo các cái quy trình đã đề ra thì người ta rất yên tâm. Đáp ứng con xu thế phát triển hong thị trường, Thánh Phú Thọ đã cúc lai like chương trình chuyển đuổi theo cục động lực hay cháu hấp tác xa, tổ hấp tác bay hớn, nhất là về cục nả dậu nông thôn, chuyển đuổi số đề về cục nả hai mạng bọc, đời dự án trung tâm khuyến nông Thánh cục dậu cháu hấp tác sa mạc bọc dậu khẩn ven đoan hung tá vị ứng dụng chuyển đụi số nấy mà về cục kê nông hân dậu nấy đáy số hóa cháu thông tin nông sản phẩm đáy hân xây tài ngơi nắm bắt qua cái, cái mô hình chuyển đổi số này thì như trước là chúng tôi là tem nhãn 8 mô hình chuyển đổi số nấy, cháu hát rộng cay tài hấu Google, tài có mô thể mô mô thu dầu này, này. là ọc thun dậu lây, cơ bọc bần lây, lần chăm sóc bần lây. Google là họ có thể là phát hiện ra được là tìm ra được là vườn của chúng tôi là ở chỗ nào, khu vực nào, cây trong vườn là bao nhiêu. Cái công tác chuyển đổi số này có một cái mức tiền đổi đề rất là quan trọng ta viết chuyển đổi số nấy, man sẽ là tiền đề quan trọng đợi vào, cháu hân. Cộng nà quản lý đây lao háo, năng suất à, sâu khẩn thun, gắn con phải truy xuất truy quân gốc của 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 quả bưởi ở trong hợp tác xã chúng tôi. Bát nhíp con xu thế chuyển đổi số, đời cháu bay ma đấy, cháu sản phẩm ông cháu hấp bác sơ, đa đáy quảng bá sâu khẩn, sàn thương mại điện tử, con việc không, hần dân sẽ đã chủ động từng bước ứng dụng công nghệ đối với cột cho hai sản phẩm. Kem hong, lai like, cháu sản phẩm đã đầy ấn mang về quảng bá hai rộng khẩn sàn thương mại điện tử. Kênh hai hang trực tuyến hỏi ọc lần cột kênh mò bền vững, ao ma để xem thang hay hơn cột nào. Đối với thúc đẩy ấy, cháu hấp tác Sơ ấy, thì, chuyển đổi số liên minh hấp tác Sơ thế đã chú trọng tư vấn hay cháu hấp tác Sơ tham gia chuyển đổi số ứng dụng công nghệ đại quản lý điều hành quảng bá hai cháu sản phẩm tá sát giao dịch thương mại điện tử tập trung nghiên cứu cục sàn giao dịch thương mại điện tử không liên minh hấp tác Sơ thế cục kênh quảng bá giới thiệu sau hai sản phẩm hay cháu hấp tác Sơ, Lúc nấy, sàn xe đang cầu khái ngay xếp đơn vị hợp tác xã. Chuyển đổi số vừa là nhu cầu, vừa là yêu cầu. Đời, cháu bay mà nấy, con hợp tác xã chuyển đổi số, đỡ hãy tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả với công kênh. Con phải thông qua kêu nối sẽ là hợp tác xã. Cháu thanh viên hôn hợp tác xã xe đáy hưởng lây, lốc đáy, tiếp cận con cháu sản phẩm, dịch vụ, con tốc độ nhanh hơn sau chất lượng thang hơn. Nọc ăn đỡ hồng cháu cơ quan chức năng, sư cháu hấp tắc xa, xe tật mẩy, lân cục, thương hiệu, khả năng kết nối. Chủ động nắm bắt nhu cầu hông cháu thanh viên, bao gian, bỏ xẻn ọc đầu tư. Cục đáy sau nâng cấp cháu sản phẩm dịch vụ, tật, đem lân vách đào tạo, bồi dưỡng năng thang kiến thức, tiếp cận còn công nghệ thông tin sau chuyển đổi số. Mấy ngưng lan tỏa cháu giá trị ăn lây ích, tá chuyển đổi số lân cháo thanh viên xạo hần dân.